cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cầu Muốn, huyện Hồng Ngự đi mật phục chống buôn lậu vào ban đêm trong mùa nước nổi như thế này, mới thấy được những khó khăn vất vả của các chiến sĩ. Khó khăn trong cái tuần tra thì cũng rất nhiều. Thứ nhất thì cái lực lượng phân tán khắp dọc hết khắp các tuyến biên giới. Và cái thứ hai thì cái phương tiện thì là nó mỏng, nó không có đủ để đáp ứng được cái nhu cầu, cái yêu cầu để mà trên cái miền sông nước là nước thì lên cao, ngập vào các cánh đồng, như là nước ở sông thì chảy xiết, cũng rất khó cho anh em trong cái công tác mà tuần tra kiểm soát. Việc ngăn chặn buôn lậu thực sự là một cuộc chiến gay gắt, nhất là với thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, chưa kể nhiều trường hợp còn chống đối, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Trong quá trình tuần tra, tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng dùng vỏ lãi để vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng nhanh chóng lao xuồng vào bụi rậm ven bờ và tẩu thoát, để lại hiện trường 2.000 gói thuốc lá nhập lậu. Trong cái mùa nước nổi này thì tình hình buôn lậu thì diễn ra càng nhiều, các đối tượng ngày càng phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và càng manh động hơn. Nhưng anh em luôn xác định cái tinh thần vượt khó, không ngại khó khăn gian khổ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tình trạng buôn lậu trên địa bàn thì có diễn biến và có chiều hướng gia tăng. Thứ nhất là về hiện tại thì trên địa bàn là mùa nước nổi nên là tất cả các cánh đồng đều ngập nước và cái kinh rạch nhỏ thì nước nhiều, thì đây là điều kiện thuận lợi để là các đối tượng buôn lậu là sử dụng các phương tiện để qua mặt cái lực lượng. Chúng sử dụng các là phương tiện nhỏ là ngụy trang thành là các xuồng lưới giống như người dân, hoặc là sử dụng các phương tiện có cái máy có công suất lớn để là vận chuyển hàng hóa. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bắt và xử lý 175 vụ buôn lậu qua biên giới, thu về tang vật hơn 100.000 gói thuốc lá ngoại, gần 5 tấn đường cát nhập lậu. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, từ nay đến cuối năm, tình hình buôn lậu sẽ còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với các chiến sĩ biên phòng, phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ xuyên suốt, góp phần đảm bảo an ninh khu vực biên giới.